Khi chúng ta thật sự có thể khởi tác dụng với chư Phật Bồ Tát Năng lượng này rất ít Nhưng năng lượng chư Phật rất lớn Nên năng lượng chúng ta lập tức chu biển Pháp giới Các ngài sẽ nhận được Đây chính là cảm ứng Chúng sanh có cảm các ngài lập tức có ứng Chúng ta mỗi tiếng đều niệm A-di-đà Phật Thì mỗi tiếng đều có cảm ứng Nên nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật Vì sao chúng ta không nhận được sự cảm ứng của Phật A-di-đà Có hồi ứng Thân thể của chúng ta là cơ quan phát xạ Cũng là cơ quan tiếp nhận Chúng ta có tiếp nhận được chăng? Có Nhưng vì sao không có cảm giác? Vì tiền não tập khí quá nặng nếu tâm chúng ta chân thành Thanh tịnh bình đẳng Phật A-di-đà cảm ứng Chúng ta sẽ nhận được Cảm ứng đạo giao Không thể nghĩ bàn Khi nào ta mạng chung Ngài đều biết Và đến lúc đó Ngài sẽ xuất hiện Chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài đến tiếp dẫn chúng ta chứng minh trong kinh nói về ngài là thật không phải giả ngài không gạt chúng ta ngài nói người niệm phật trong mười phương khi sắp màn chung thật sự nhớ ngài cầu nguyện giảng sanh thế giới cực lạc ngài đều tiếp dẫn tiếp dẫn của ngài là quá thân quá thân đó vô lượng vô biên vô tận vô số nên trong mười phương thế giới Một người cũng không xó Vì tính máy tính Nếu so với Phật A-di-đà thì kém xa Không cách nào để so sánh Bây giờ mọi người đối với gì tính đều thừa nhận Đều tin tưởng Vậy tại sao không thừa nhận tánh đức của tự tánh Nên không thể hoài nghi Thật sự hoài nghi Hoài nghi Ngài làm hay Như đánh cược vậy Tôi làm như vậy xem có được không Nếu giảng sanh tôi có lợi Còn không thể giảng sanh thì thôi vậy Thái độ đó Phật cũng sẽ đến tiếp dẫn Họ cũng được giảng sanh Nhưng sanh về biên địa Nên thế giới cực là cũng có biên địa Biên địa là gì Chính là thái độ này đi giảng sanh Họ vẫn được giảng sanh Nhưng họ phải ở biên địa 500 năm 500 năm là 500 năm của cõi dân gian chúng ta Nhân gian 500 năm Ở thế giới cực lạc chỉ mấy ngày Đây là nói chúng ta và họ có khác biệt về thời gian Nên họ đã bỏ lỡ thời gian như vậy 500 năm họ không thể thấy Phật nhưng họ ở trong biên địa có thể nghe được Phật Pháp Cũng rất hạnh phúc Như dạ ma thiên vậy Giống niềm vui của chư thiên Chỉ là không thể đi đến gặp Phật Do đây mà biết Hạ hạ phẩm giảng sanh Đến thế giới cực lạc đều thấy Phật Nếu chúng ta hiểu đạo lý này Thì cần phải học Phật A-di-đà Làm sao học Ngài Nhất hướng chuyên chỉ trang nghiêm diệu độ Ngay lúc này đây phải chuyên chú phải nhất tâm Không nên nghĩ gì khác Tưởng a di đà Phật Niệm a di đà Phật Đây chính là thế giới Tây Phương Trang nghiêm cực lạc Chúng ta dùng danh hiệu Phật A Di Đà, trong danh hiệu bao hàm trí tuệ công đức vô lượng. Trí tuệ công đức này là thế giới trang nghiêm cực lạc. Cũng chính là loại thế giới cực lạc chủng chủng trang nghiêm có tôi một phần ở trong đó. Điều này rất quan trọng. Chúng ta trang nghiêm đạo tràng này Tương lai chính chúng ta đi đị đến đó Ở thế gian này chúng ta phải buông bỏ tất cả Và kết duyên với thế giới đó Ở thế gian này và trang nghiêm thế gian này Nhưng chúng ta chỉ trang nghiêm để người thế gian này thọ dụng Chúng ta không thọ dụng Giống như Đức Thế Tôn vậy Cúng dường đại chúng Chúng ta trang nghiêm thế giới Tây Phương cực lạc Thì ở đó chúng ta có thọ dụng Chúng ta niệm một tiếng Phật hiệu Giống như dán lên một miếng vàng thiết Ở thế giới Tây Phương cực lạc Còn niệm hai tiếng thì dán lên hai miếng vàng thiết Giống như dán vàng vậy Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch Quý vị sẽ làm thật sự Trang nghiêm chúng hành Hành là hành vi trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta Hành vi trong sinh hoạt hàng ngày Đều xưng tán Như thế nào mới không xưng tán Ta dùng tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước Là không xưng tán Chúng ta làm việc Đối nhân sự thế Tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày Chỉ cần thật sự có thể làm được Không phân biệt, không chấp trước Không khởi tâm, không đồng niệm Là xưng tánh Có thể làm được Không phân biệt, không chấp trước Sẽ xưng tánh không khởi tâm không động niệm Là hoàn toàn xưng tánh Gọi là tánh duyên mà Điều này chúng ta không dễ dàng làm được Chúng ta có thể làm một nửa Một nửa này chính là không phân biệt Không chấp trước Khi ở cùng mọi người một nơi Không nên thường nghĩ đến cá nhân vì có bản ngã thì có phân biệt chấp trước chúng ta sẽ bị phiền não xoay chuyển sống chung với mọi người phải học điều gì vô ngã tôi với họ là nhất thể tôi với chúng sanh là nhất thể Tôi với cây cỏ hoa lá Sơn hạ đại địa là nhất thể Không có phân biệt Như vậy rất tốt Và lâu ngày sẽ quên bản ngã Đã phá ngã chấp Ngã chấp phá liền sanh thế giới Tây phương cực lạc Không phải ở cõi đồng cư mà sanh lên cõi phương tiện hữu dư Đã nâng lên rất cao Còn không khởi tâm không động niệm Thì sanh vào cõi thật bảo trang nhiên. Định thế giới cực lạc là thành Phật Hoàn toàn tương ưng với Phật A-di-đà nên những việc này nó hiện tiền trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Đối <laughs> nhân sự thể tiếp vật đều có thể học tập Vấn đề là ta phải biết trang nghiêm chúng hành Hữu Phật dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ thanh tịnh chi hành Đây là Phật nói ở trong kinh Trang nghiêm Có thể trang nghiêm là Bồ Đề Tâm Thật Phát Tâm Chính là Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chánh giác Tâm từ bi Khi nào khởi tác dụng Khởi tác dụng trong sinh hoạt hàng ngày Mặc áo ăn cơm khởi tác dụng ở nhà làm việc nhà khởi tác dụng Quét nhà lao bàn khởi tác dụng Trên công việc cũng khởi tác dụng Đối nhân sự thế tiếp vật Không có cái nào là không khởi tác dụng Tâm chân thành không phải hư nguyện Tâm thanh tịnh không nhiễm ô Tâm bình đẳng không cống cao ngã mạn Tâm chánh giá không mê hoặc Tâm từ bi Chính là lòng yêu thương Không có tự tư tự lợi Tất cả đều dùng hết Đây là có thể trang nghiêm chúng ta dùng tâm niệm này câu phật hiệu này niệm ở đây chúng ta thật sự đã trang nghiêm hoàn cảnh trước mắt cũng trang nghiêm thế giới tây phương cực lạc cực lạc quốc độ như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị trong thập phương thế giới mỗi ngày có bao nhiêu chúng sanh giảng sanh vào thế giới cực lạc Chúng ta phải buông bỏ Tất cả tham sân si mà nghi Nhất tâm chuyên chủ Đối với thế giới Tây Phương cực lạc Nhất định không hoài nghi không nên dòng tự Mỗi ngày có bao nhiêu người đi đến thập phương thế giới Cực lạc thế giới Quá nhiều đếm không hết Như vậy thế giới cực lạc có phải là quá tải rồi chăng Ta cứ tưởng giống như địa cầu của chúng ta vậy Hiện tại là 670.000 ức người Quá nhiều không thể tưởng tượng được Tương lai 700.000 ức quá ghê gớm phải không Nếu ta cứ dùng thái độ này để hoài nghi Thì ta không thể đến đó được tại sao chúng ta nhất định phải hiểu mới có thể đoạn nghi sanh tính thế giới cực lạc là cõi pháp tánh còn thế giới của chúng ta là cõi pháp tướng thể chất không giống nhau pháp tướng có hạn nhưng pháp tánh vô hạn pháp tướng có lớn nhỏ pháp tánh không có lớn nhỏ trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng Trong kinh này cổ giảng rất rõ ràng Phải hiểu rõ đạo lý này Mới có thể đoạn trừ được nghi vấn Nếu không cứ suy nghĩ lung tung Nghĩ rằng thế giới cực lạc Cũng như chúng ta ở đây Thì khuyết điểm lại đến Hoàn toàn không giống nhau Tánh đức không thể nghĩ bạn